Quý cô bác, anh chị kính mến, rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bão lộc hé lộ sự thật chấn động, Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tháng 4 và tháng 5 âm lịch, nội lộc chúng lớn, tiền về tới tấp, ắm trọn lộc trời, đổi đời cực giàu. Hoan hỷ chào mừng anh chị và các bạn đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, mỗi một năm, một tháng qua đi, thì điều mà con người ta mưu cầu nhiều nhất vẫn là cuộc sống giàu sang, vật chất đầy đủ và gia đạo an yên. Thành công thì ai cũng muốn, hạnh phúc thì ai cũng cầu. Nhưng mấy ai dám chấp nhận khó khăn, chấp nhận thử thách và mấy ai dám hạ cái tôi của mình xuống để phấn đấu mỗi ngày, cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày. Theo tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trời sinh số mệnh, đắc tài phú quý. Tuy nhiều người không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để tự làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt, nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường thành công của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua tuổi Giáp Dần gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh hãi khủng khiếp trong cảnh nợ nần, túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp chốn, lao tâm khổ tứ, tìm đủ mọi cách để lo xoay sở, trang trải cho cuộc sống mưu sinh. Nhưng nghèo khổ thế đủ rồi, bước vào năm 2024 sẽ là lúc tuổi Giáp Dần có thể hồi phục và lấy lại những gì đã mất trước đó. Đặc biệt trong 2 tháng 4 và 5 âm lịch tới đây, vận trình của người tuổi Giáp Dần được dự báo là bùng nổ thật sự, đến chính bạn cũng phải ngã ngửa từ những điều bất ngờ mà cuộc sống mang lại cho mình. Thần tài và quý nhân mang đến những may mắn lớn, tiền tài kéo đến như vũ bão, cơ hội tài sản tăng nhanh chóng mặt, hết khổ bất ngờ, tiền tỷ trong tay, đến lúc hưởng phúc rồi, an nhàn hưởng thụ, nhà đẹp xe sang, tiền vàng đầy két. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Giáp Dần trong 2 tháng tới sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian này? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Hé lộ sự thật chấn động, tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tháng 4, tháng 5 âm lịch nổ lộc chúng lớn, tiền về tới tấp, ắm trọn lộc trời, đổi đời cực giàu. Đầu tiên là sơ lược cuộc đời tuổi Giáp Dần 1974. Nằm ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng 12 con giáp là các cá nhân tuổi Hổ, tuổi Giáp Dần, đại diện cho những người khi quyền lực mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống, họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Theo tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần, người tuổi Hổ mệnh có phúc tinh, có người che chở nên gặp dữ hóa lành, họ có tài năng hơn người, là dũng cảm, dám nghĩ dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Bản mệnh là người có trí tuệ thông minh, ham học hỏi và có một tư duy rất nhạy bén, chính vì vậy mà họ có thể gặt hái được những thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, người mệnh này sẽ là những nhân viên ưu tú, ham học hỏi và có vốn kiến thức sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghỉ. Giáp Dần cũng rất dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy bằng mọi cách, thay vào đó, họ hiểu cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác. Có như vậy, tất cả mới tiến nhanh và tiến xa hơn,
Cũng vì vậy mà tuổi Giáp Dần nhận được rất nhiều sự ủng hộ thuộc mọi tầng lớp xã hội. Trong công việc, Giáp Dần rất kiên nhẫn, con giáp này không vì khó khăn mà nản chí. Ngược lại, Giáp Dần luôn biến khó khăn thành động lực, xem vấp ngã là để học hỏi và rèn luyện bản thân. Đa phần tuổi Giáp Dần có những khao khát lập nghiệp rất lớn, bất luận là công việc gì các bạn cũng đều dốc sức làm cho bằng được, tận tâm tận lực làm đến cùng, cho dù việc đó khó khăn cỡ nào, thậm chí là phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Tuy không nói ra nhưng cũng bởi mang dòng máu vua của muôn loài, nên họ không thích bị người khác vượt mặt hay nổi trội hơn mình, và biến nó thành động lực phấn đấu để vượt qua giới hạn của bản thân. Không phải vì thế mà Giáp Dần trở nên khô khan, cứng nhắc. Thực ra trong đời sống họ là người khá vui vẻ, nồng hậu và rộng rãi, thích giúp đỡ mọi người. Giáp Dần luôn được bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Họ có phần hào hứng, bình tĩnh, luôn tỉnh táo trước những khó khăn nguy hiểm. Tuy nhiên, người tuổi này cần rèn luyện lối sống tiết kiệm, tránh phung phí, tiêu tiền cho những mục đích không chính đáng. Có thể thời trẻ tín chủ không thấy rõ sự cần thiết của khoản dự phòng, nhưng càng tiến vào giai đoạn trung và hậu vận, tín chủ càng thấm thía giá trị của tiền tài và khoản tiết kiệm khi sức khỏe suy giảm, cơ hội kiếm tiền không còn nhiều, lại có quá nhiều khoản phải lo. Chính vì vậy thầy Tử Vi có nhắc nhở, muốn có tuổi già an yên và không phải lao tâm khổ tứ, ngay từ bây giờ, Giáp Dần cần dành một khoản tích lũy hàng tháng cho quỹ dự phòng này. Ưu điểm của người tuổi Giáp Dần là sự tự tin, dám nghĩ, dám làm. Tuy tính cách có phần cố chấp, thậm chí độc đoán, chuyên quyền, song họ không e ngại trước bất cứ thách thức nào, dám mạo hiểm, dám theo đuổi ước mơ, luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân. Nhưng Giáp Dần có lúc cũng rất hồn nhiên, nhẹ nhàng và rất tình cảm. Tuổi Giáp Dần đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng. Khi làm bạn với họ, bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm người khác, nhờ phúc đức và có tài, bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, nên cuộc sống gia đình của họ càng về sau càng luôn đủ đầy và hạnh phúc vẹn toàn, về già được thảnh thơi an nhàn, chăm lo con cháu. Theo tử vi phương Đông, năm 2024 là năm may mắn với người tuổi Giáp Dần. Trong năm này, không chỉ công việc và tài lộc mà mọi mặt cuộc sống của người tuổi Giáp Dần đều có những bước chuyển đáng kể. Do đó, bản mệnh cần mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên, đặc biệt bước vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới đây. Người tuổi Giáp Dần sẽ gặp khá nhiều may mắn, mọi phương diện đều được thuận lợi, đặc biệt là những kinh nghiệm mà tuổi Giáp Dần đã tích lũy được, và đó chính là nền tảng giúp họ mạnh mẽ, táo bạo hơn trong đầu tư, nhờ vậy mà may mắn phát tài, tiền bạc cứ ào ào đổ về nhà. Có thể nói, trong 2 tháng tới này, Giáp Dần chỉ cần làm ăn chân chính là ngập trong tiền tài, càng làm càng giàu và thịnh vượng. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Giáp Dần trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi khoa học nhận thấy, người tuổi Giáp Dần đón 2 tháng 4 và 5 âm lịch với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Dưới tác động tích cực của tam hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết. Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa, bạn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi 2 tháng tới của 12 con giáp cũng chỉ ra rằng, điều cần thiết nhất trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ của bạn mà thôi. Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi, bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi, nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này, bạn làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần. Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực, với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bạn tích cực, nhiệt tình trò chuyện thì việc tìm được người phù hợp nằm ngay trong tầm tay. Với những cặp vợ chồng, quan hệ vợ chồng bạn khăng khít, đôi bên dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau, một số cặp đôi còn có thể được đón tin vui về hỷ tín, thêm con thêm cháu trong nhà. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch về phương diện sự nghiệp nhận thấy, tháng Kỷ Tỵ có thể coi là một tháng có nhiều thử thách với người tuổi này, vận khí lúc thăng lúc trầm, lúc tốt lúc xấu, do bị cả hung thần tương hại Thái Tuế và các thần nguyệt lệnh đế vượng cùng tác động, nên trạng thái của Dần cũng bị chia làm 2 thái cực rõ rệt, khi thì thuận lợi, suôn sẻ bất ngờ, lúc lại gập ghềnh, sóng gió bùa vây không kịp trở tay.
Trước hết phải nhắc tới Nguyệt lệnh Lâm Đế vừa ở Dần. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của con giáp này đang nhận được hồi báo xứng đáng. Công việc ngày càng đạt được nhiều bước tiến quan trọng, cơ hội tới dồn dập nên hãy luôn sẵn sàng cho sự bứt phá. Một số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó được khơi thông. Nhìn chung mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, có điều, đi kèm với đó là khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt. Bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi hay chán nản, nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng, căng thẳng một chút nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh quá thôi. Khả năng thích nghi của những chú hổ cũng liên tục được kiểm tra, nhất là khi công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch, tương hại gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Hơn nữa, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng mà bạn không thể mãi né tránh. Có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối cùng mới xảy ra vấn đề, khiến con giáp này trở tay không kịp. Thời điểm này, nếu không đủ bản lĩnh vững vàng và thích nghi nhanh chóng sẽ rất bất lợi. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, dù là tốt hay xấu xảy đến. Chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ gặt hái kết quả như ý. Nhìn chung tháng này biến động không nhỏ, công việc sẽ có nhiều thay đổi. Có thể là thay đổi vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc, họa phúc chưa rõ. Chỉ thấy rằng nếu bạn vui vẻ chấp nhận và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện đều ổn. Làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo, sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Xét phương diện tài lộc. Xem tử vi tài lộc tuổi Giáp Dần trong tháng 4 năm 2024 âm lịch nhận thấy, công việc tiến triển tốt, mang tới cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, do vận khí bất ổn, nên tài lộc vẫn có sự thăng trầm, được có thể nhiều mà mất cũng không ít. Dù Nguyệt lệnh Lâm cung đế vượng tương trợ, nhưng lại có kiếp tài án ngữ, các kế hoạch sử dụng tiền của Giáp Dần trong tháng đều cần được tính toán cẩn thận kẻo nguy cơ mất trắng luôn hiện hữu. Tình hình kinh doanh buôn bán vẫn thu lợi đều đặn, thu nhập của bạn được đảm bảo, tuy nhiên tài vận cũng có biến động mạnh, không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm. Tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá, vì ghen tị đố kỵ với tài năng và thành quả bạn có, những kẻ xấu bụng ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Do vậy, người tuổi Giáp Dần cần hành xử thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của. Vấn đề chi tiêu cũng cần được xem xét cẩn thận, dù bạn có khả năng kiếm tiền, cũng hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt khoản không nhỏ. Tốt nhất Giáp Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn giữ được bao nhiêu, vì vậy nên tích lũy dần cho tương lai của mình đi nhé. Xét phương diện tình duyên. Được Nguyệt lệnh đế vượng ủng hộ, chuyện tình cảm hạnh phúc gia đình của người tuổi Giáp Dần không có gì đáng lo ngại. Cũng nhờ bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý, dành sự quan tâm tới người thân, vợ chồng dù không có khúc mắc nào quá lớn, nhưng cũng phải tìm cách làm mới tình cảm để duy trì mối quan hệ lâu bền, thỉnh thoảng đổi gió bằng những buổi hẹn, ăn tối cũng là biện pháp thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh, song kết quả cuối cùng có thể không như bạn mong muốn, có người còn rơi vào tình trạng ngày lắm mới tối nằm không. Mất nhiều thời gian vô ích cho các mối quan hệ mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Con giáp này ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán trường, cô đơn. Xét phương diện sức khỏe. Trong tháng 4 năm 2024 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Giáp Dần nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo, nhưng điều đó không có nghĩa bạn được chủ quan, bỏ bê và không chăm sóc cơ thể mình đầy đủ. Bạn nên chú ý ăn uống khoa học, duy trì việc luyện tập đều đặn, đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức quá khuya, bởi thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, làm giảm sức đề kháng, từ đó dễ bị mắc các bệnh theo mùa, nhất là dân văn phòng. Cần chú ý nhiều tới các bộ vị trên cơ thể như cột sống, các khớp chân, tay, thời gian làm việc lâu khiến chúng bị đau nhức, tê dại, gây cảm giác khó chịu. Về lâu dài, triệu chứng đau nhức sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc và cuộc sống sau này. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, công việc của người tuổi Giáp Dần có những điểm sáng rõ rệt trong tháng này. Bạn dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới phù hợp với mình. Có cục diện tam hợp,
bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được những thành quả tích cực, cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công bỏ sức ra ôn luyện kỹ càng. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Dần âm lịch, phong thái tự tin và vốn hiểu biết phong phú sẽ giúp bạn gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng, giúp bạn gặt hái được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuy gặp được nhiều điều thuận lợi, song bạn cũng không nên coi nhẹ sức ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Có thể những thành công liên tiếp đến với bạn đã khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc cướp công lao của bạn. Con giáp này nên cẩn trọng hơn trong công việc, dù đạt thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là. Hãy thật nghiêm túc làm việc, chú ý lắng nghe và hành xử khiêm tốn để được lòng mọi người xung quanh. Về tài lộc, tam hợp giúp người tuổi Giáp Dần xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn ký kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Tất nhiên, để kiếm được đồng tiền về túi, bạn sẽ phải trải qua không ít vất vả. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Nếu chẳng may công việc phát triển không như ý, khi gặp phải khó khăn bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn thôi. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên bạn, khi có một túi tiền rủng rỉnh, bạn nên chú trọng hơn đến chuyện làm việc thiện, quyên góp, giúp đỡ mọi người xung quanh không chỉ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn mà có thể còn giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Người được bạn giúp đỡ vào thời điểm này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai đấy. Tuy nhiên, dù việc làm ăn có tiến triển thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng nên chú ý tới tác động của ngũ quỷ. Kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, lợi dụng lúc bạn sơ hở để bày ra những âm mưu khiến bạn hao tài tốn của. Con giáp này hãy luôn kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời chớ cả tin, nghe theo lời rủ rê của những người không quen biết. Về tình duyên, người tuổi Giáp Dần cũng có nhiều cơ hội được tận hưởng hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Bạn hãy mở lòng mình đón nhận, đừng nên sống trong thế giới của riêng mình. Trước hết, người độc thân với những thành tích nổi bật trong công việc rất dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm quen, trò chuyện của người khác giới. Nếu bạn thấy có thiện cảm với ai thì nên chủ động nói chuyện với đối phương. Có thể thông qua quá trình tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với mình, khiến trái tim mình rung động. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Dần âm lịch, với các cặp vợ chồng, hai bạn đang được sống trong khoảng thời gian ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người cũng luôn nhớ dành một thời điểm nhất định trong ngày để ở bên nhau, cùng trò chuyện, cổ vũ, động viên nhau tiến về phía trước. Cũng nhờ có người ấy, bạn chẳng còn sợ hãi những thách thức ngay trước mặt. Về sức khỏe, trong tháng năm này, tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Dần nhìn chung khá ổn định. Tuy trong quá trình phấn đấu gặt hái thành công có thể bạn sẽ cảm thấy hơi vất vả một chút, song may là bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lùi sự mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, thì bạn cũng không nên xem nhẹ. Dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để cơ thể ngày một dẻo dai, khỏe mạnh. Vâng thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời anh chị cùng lắng nghe câu chuyện cái bè qua sông, để hiểu rằng của cải vật chất chỉ là vật ngoài thân, chỉ giúp chúng ta vào một lúc nào đó trong đời giống như chiếc bè kia thôi, chứ không phải là thứ ta chiếm hữu cả đời. Câu chuyện như sau. Một ngày nọ, Đức Phật kể cho các môn đồ về chuyện một người đàn ông muốn qua sông, song lại bị kẹt lại ở trên bờ. Ở bên này sông đang có một hiểm nguy lớn đang chờ ông ta, còn bên kia sông lại rất an toàn. Tuy nhiên, chẳng có cây cầu hay chiếc phà nào để qua sông, vậy ông ấy phải làm sao? Sau khi suy nghĩ, người đàn ông đã đi nhặt những cành củi, lá cây và dây leo kết thành một chiếc bè, dùng nó để qua sông, thoát khỏi nguy hiểm rình rập, đến một nơi an toàn. Đức Phật hỏi các môn đồ, theo các ngươi, sau khi qua sông rồi, người đàn ông sẽ nghĩ gì và làm gì? Phải chăng ông ta sẽ cho rằng cái bè rất hữu ích khi đã giúp ông ta qua được cửa ải nguy hiểm, nên ông ta sẽ đeo nó trên lưng để tiếp tục cuộc hành trình trên đất liền?
Nghe thế vậy, các môn đồ đều cho rằng cái bè quả thật rất hữu ích khi đưa ông ta qua sông, nhưng mang theo nó trên những chặng đường tiếp theo không hợp lý chút nào. Nếu ông ta cẩn thận để lại chiếc bè bên bờ sông thì sao? Đức Phật hỏi. Đó đúng là một thái độ đúng đắn. Giờ đây chiếc bè đối với ông ta là vô tác dụng. Ông ta nên biết buông bỏ, đặt nó bên bờ sông để nó có thể giúp ích cho những người khác. Các môn đồ trả lời. Đến lúc này Đức Phật mới hỏi lại tất cả. Chẳng phải trong các ngươi vẫn có những người giữ lại bên mình những thứ mà bản thân đã không còn cần đến nữa ư? Chẳng phải vì tiếc của, vì lòng tham và sự ích kỷ mà các ngươi vẫn không muốn tặng lại cho người khác hay sao? Nên nhớ, của cải vật chất chỉ là vật ngoại thân, chỉ giúp chúng ta vào một lúc nào đó trong đời, giống như chiếc phà kia thôi, chứ không phải là thứ ta chiếm hữu cả đời. Càng biết buông bỏ đúng lúc thì càng có nhiều người được giúp đỡ và chính bản thân ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng, tâm tư trở nên nhẹ nhõm và thoải mái, không vướng bận. Các môn đồ cúi đầu, im lặng. Vâng, quý anh chị Giáp Dần thân mến, qua câu chuyện cuộc sống trên, Đức Phật đã khéo léo dạy cho chúng sinh bài học về việc buông bỏ vật chất. Có những thứ không còn cần thiết với ta nhưng lại rất ý nghĩa với người khác. Vì thế, hãy trao thứ ấy đến người thực sự cần đến nó. Điều ấy góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp không có lòng tham ngự trị. Con người sống với nhau vì tình, vì nghĩa, nhân ái, hòa đồng. Người xưa nói, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Hàm ý sâu xa là thời vận luôn luôn biến đổi, vinh hoa phú quý cũng liên tục đổi rời. Vậy nên đừng nhìn nhận một người ở của cải, tài vật mà họ đang có trong tay. Thứ ấy sau trăm năm đều biến thành hư ảo cả. Người ta chết rồi cũng chẳng mang được theo đi. Lúc nhắm mắt ai cũng chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Thế nên, nếu có thể ra tay hiệp nghĩa, cứu giúp những người khó khăn, hoạn nạn thì đừng chần chừ gì mà không làm. Hành động nhân văn ấy sẽ đem đến cho bạn phúc báo về sau. Sở dĩ phú quý không thể kéo dài là vì con người thường có lòng tham, không biết điểm dừng. Họ có tiền bạc rủng rỉnh, nhà lầu xe hơi, vợ hiền con đẹp nhưng lại chẳng bao giờ vừa ý thỏa mãn. Họ dành cả đời này để đuổi theo hư vinh, sự xa hoa, cứ muốn kiếm thật nhiều tiền hơn nữa mãi, cứ lao đầu chạy theo mộng tưởng. Cuối cùng những con người ấy có thể đánh rơi những phẩm giá quý báu nhất của mình, trở nên vị tư, quên cách bố thí, quên cách nghĩ cho người khác. Như vậy, họ sẽ thất đức, bạc tiền có đầy núi đầy kho rồi cũng tiêu tán cả. Lắng nghe lời Phật dạy về buông bỏ vật chất, câu chuyện về chiếc bè mang nhiều nội hàm sâu xa. Chiếc bè mà Đức Phật nói đến không chỉ là yếu tố vật chất, mà còn là những con người, những mối quan hệ, những suy nghĩ khiến ta thấy ngột ngạt trong một xã hội phức tạp như hiện nay. Con người ai cũng tồn tại những góc khuất và sự ích kỷ của riêng mình. Họ thường có xu hướng quen và gắn bó với những thứ ở bên mình một thời gian. Và dù chúng có trở nên xấu đi, trở thành gánh nặng với bản thân thì họ cũng không nỡ bỏ đi. Cứ cố níu kéo, gìn giữ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Trong khi đó trao đi cho người khác lương tâm được thanh thản, tại sao lại không làm? Hãy luôn nhớ rằng những thứ phù phiếm bên cạnh cũng có thể giống như một chiếc bè với ta mà thôi. Chúng chỉ có thể gắn bó với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định trong cuộc sống, chứ không thể trường tồn mãi mãi. Đến con người còn không vượt qua khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử, huống chi là những thứ vô tri, phù phiếm. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại trong cuộc đời này. Đến một lúc nào đó, cần buông bỏ thì hãy buông bỏ. Đừng cố níu kéo, giành giật hay đau khổ vật vã làm gì. Đó mới là cách cư xử của một người khôn ngoan. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.